Đừng vội cập nhật phiên bản iOS 12.1.4 nếu không muốn bị lỗi hàng loạt. Apple đã chính thức tung ra phiên bản iOS 12.1.4 nhằm khắc phục các lỗi hệ thống đã xuất hiện trên các sản phẩm iPhone. Thế nhưng, kết quả lại không như mong đợi của người dùng bởi nó xuất hiện vài lỗi trên hệ thống của thiết bị. Thực sự mà nói thì lỗi mất kết nối dữ liệu data đã xuất hiện trên thiết bị từ thế hệ iOS 12.1.2 và kéo dài cho đến phiên bản iOS 12.1.4. Nhưng không dừng lại ở đó, ở phiên bản này đã xuất hiện thêm vài lỗi hệ thống mới, điển hình như iPhone không thể nhận SIM và dữ liệu Wi-Fi. Thế nhưng, thành công nhất của phiên bản mới này chính là việc thiết bị iPhone có thể thực hiện các cuộc gọi FaceTime hay gọi nhóm vô cùng rõ nét, mang đến một không gian đa chiều, cùng với âm thanh phát ra kể cả khi không kết nối. Điều này tạo ra nhiều thú vị mới lạ cho người dùng. Và nói chung, nếu các bạn chưa cập nhật lên phiên bản iOS 12.1.4 thì đừng vội cập nhật lên nhé, để tránh xảy ra lỗi trên chiếc iPhone của chúng ta. Rất mong những phiên bản cập nhật mới tiếp theo, nhà phát triển sẽ không để xuất hiện thêm một lỗi nào cả.